Xin kính chào tất cả quý bà con, một lần nữa lại đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Ngày hôm nay tôi cùng với quý bà con sẽ cùng nhau tìm hiểu cách coi khi chết có hợm hay không và trong cuộc sống có con hay không, lúc chết có nhạc lễ, có thầy chùa hay không và cách chết như thế nào. Thì cách coi này, phép coi chung sự trước phải tìm mạng gì, rồi mẹ sanh nhằm tháng mấy, rồi ngó lên trên hàng đầu nhằm chữ gì, rồi tìm ra chương sau gặp chữ đó thì có bài giải rõ việc chung sự như thế nào. Đây dùng mạng tìm tháng sanh, rồi lấy theo bài trường sanh nhằm chữ gì là chữ đó. Phép tìm mạng hiệp sanh, ngó lên nhằm chữ gì thì đọc rất là khó hiểu, thưa quý bà con. Nhưng mà có cái bảng này thì chúng ta đã dễ hiểu hơn. Có nghĩa là quý bà con chỉ cần nhớ mình sanh mạng gì và vào tháng mấy. Ví dụ quý bà con sanh mạng kim, sanh vào tháng 4 thì thuộc trường sanh và có lời giải cho bài trường sanh. Và bây giờ tôi sẽ đọc cho quý bà con vào các mạng sinh vào tháng mấy tương ứng với bài gì. Bà con hãy nhớ mình thuộc bài gì. Và sau đó tôi sẽ đọc lời giải cho quý bà con. Mạng kim sanh vào tháng 4 thuộc bài trường sanh. Mạng kim sanh vào tháng 5 thuộc bài mộc dục. Mạng kim sanh vào tháng 6 thuộc quan đái. Mạng kim sanh vào tháng 7 thuộc lâm quan. Mạng kim sanh vào tháng 8 thuộc đế vương. Mạng kim sanh vào tháng 9 thuộc suy. Mạng kim sanh vào tháng 10 thuộc bệnh. Mạng kim sanh vào tháng 11 thuộc tử. Mạng kim sanh vào tháng 12 thuộc mộ. Mạng kim sanh vào tháng 1 thuộc tuyệt. Mạng kim sinh vào tháng 2 thuộc bài thai. Mạng kim sinh vào tháng 3 thuộc bài dưỡng. Mạng mộc sinh vào tháng 10 thuộc trường sanh. Mạng mộc sinh vào tháng 11 thuộc mộc dục. Mạng mộc sinh vào tháng 12 thuộc quan đái. Mạng mộc sinh vào tháng 1 thuộc lâm quan. Mạng mộc sinh vào tháng 2 thuộc đế vương. Mạng mộc sinh vào tháng 3 thuộc suy. Mạng mộc sinh vào tháng 4 thuộc bệnh. Mạng mộc sinh vào tháng 5 thuộc tử. Mạng mộc sinh vào tháng 6 thuộc ngộ. Mạng mộc sinh vào tháng 7 thuộc tuyệt. Mạng mộc sinh vào tháng 8 thuộc thai. Mạng mộc sinh vào tháng 9 thuộc dưỡng. Mạng thủy sinh vào tháng 7 thuộc trường sanh. Mạng thủy sinh vào tháng 8 thuộc mộc dục. Mạng thủy sinh vào tháng 9 thuộc quan đái. Mạng thủy sinh vào tháng 10 thuộc lâm quan. Mạng thủy sinh vào tháng 11 thuộc đế vương. Mạng thủy sinh vào tháng 12 thuộc suy. Mạng thủy sinh vào tháng 1 thuộc bài bệnh. Mạng thủy sinh vào tháng 2 thuộc bài tử. Sinh vào tháng 3 thuộc bài mộ. Sinh vào tháng 4 thuộc bài tuyệt. Sinh vào tháng 5 thuộc bài thai. Và sinh vào tháng 6 thuộc bài dưỡng. Đó là mạng thủy. Còn mạng hỏa, sinh vào tháng 1 thuộc trường sanh. Sinh vào tháng 2 thuộc mộc dục. Sinh vào tháng 3 thuộc quan đái. Sinh vào tháng 4 thuộc lâm quan. Sinh vào tháng 5 thuộc đế vương. Sinh vào tháng 6 thuộc suy. Tháng 7 thuộc bệnh. Tháng 8 thuộc tử. Tháng 9 thuộc mộ. Tháng 10 thuộc tuyệt. Tháng 11 thuộc thai. Tháng 12 là bài dưỡng. Mạng thổ sinh vào tháng 7 thuộc trường sanh. Mạng thổ sinh vào tháng 8 thuộc mộc dục. Mạng thổ sinh vào tháng 9 thuộc quan đái. Sinh vào tháng 10 thuộc lâm quan. Sinh vào tháng 11 thuộc đế vương. Sinh vào tháng 12 thuộc suy. Tháng 1 thuộc bệnh. Tháng 2 thuộc tử. Tháng 3 thuộc mộ. Tháng 4 thuộc bài tuyệt. Tháng 5 thuộc bài thai. Tháng 6 thuộc bài dưỡng. Vậy là quý bà con biết mình mạng gì và sinh vào tháng mấy, và để biết mình thuộc bài gì. Và sau đây sẽ là bài giải thích theo từng tuổi. Bài trường sanh, số này đến khi trung sự đâu 2 ngày thì mãn số. Ngày ấy trời nắng, hòm rương sẵn, con trai 2 người, con gái 2 người, có hạn năm 45-46 tuổi. Như qua đặng thì hưởng thọ đến 67 tuổi thì đủ số, có thầy chùa đưa lên. Bài mộc dục, số này đến khi chết đau bệnh là mãn số. Lúc ấy trời tối, hạn 17, 18, 19, số tuổi khắc kỵ lắm. Qua đặng thì hưởng thọ đến 72 tuổi mới mãn số. Thấy mặt con, một đứa con trai,
hai đứa con gái đưa lên, số không có thầy chùa. Bài quan đái, số này đến khi chết đau bệnh là bản số hạng 33-34 tuổi khắc kỵ. Như qua thì đang hưởng thọ đến 64 tuổi, mãn lúc mùa đông tuyết trời lạnh. Có hợp sẵn có 3 người con trai, 2 người con gái đặng thấy mặt, có thầy chùa đưa lên. Bài lâm quan, số này thọ bệnh 2-3 ngày, mãn số lúc chiều tối. Có hợp rương sẵn, có 1 người con trai, 1 người con gái đặng thấy mặt, có thầy chùa đưa lên. Bài đế vương, số này thọ bệnh ngủ mê 5 ngày rồi mãn. Có con trai và con gái 5 người đặng thấy mặt, có hòm rương sẵn, có thầy chùa đưa lên. Bài suy, số này khi mãn trong mùa đông, có trời mưa, khi chôm trời có hòm rương đầy đủ. Hòm có tỳ, con trai 2 người, gái 3 người đặng thấy mặt, có thầy chùa đưa lên. Bài bệnh, số này đến khi chết đau bệnh là mãn số, chết đi sống lại 1-2 ngày mãn luôn. Có khi mãn nhằm mùa đông trời lạnh, có hợp rương sẵn, hợp có tỳ đức không liền. Có con trai và 2 đứa con gái đặng thấy mặt, có thầy chùa đưa lên. Bài tử, số này đến khi chết bệnh đau mà mãn số, nhằm mùa hạ, ngày mãn có trời mưa, số có 1 người con trai và 1 người con rể thấy mặt, có hợp rương sẵn, bà con ít không thầy chùa đưa lên. Bài mộ, số này mãn trong mùa thu, coi hợp rương sẵn, có 1 con trai, 1 con gái kêu rể về lo an táng, có nhạc lễ, có bà con đông, có thầy chùa đưa lên. Bài tiệc, số này đến khi chết uống rượu nhà thân thích về rồi mãn, có 1 người con rể thấy mặt, rồi 2 người con trai về lo an táng, có hợp rương sẵn, có thầy chùa đưa lên. Bài thai, số này đến khi chết đau bệnh mà mãn số, có 2 người con trai, 1 người con gái thấy mặt, nhưng nhằm lúc con nghèo lắm, phải mượn hộp đêm về chồng, không có thầy chùa đưa lên. Bài dưỡng, số này đến khi chết, sớm còn đi chỗ chơi đông người, nói chuyện bàn cãi rồi về nhà tối mãn. Nhằm mùa đông, ngày chôn có trời mưa, có 2 người con trai, 1 người con gái đặng thấy mặt, có hòm rương sẵn, có nhạc lễ thầy chùa đưa lên. Bà con tới đông rất long trọng. Cuộc mãn số coi đây rồi phải coi thêm bài định số sau đây rồi mới biết rõ. Bởi khi mãn số có 2 cách mãn, chẳng phải 1 cách. Coi khi chết có hòm hay không, có nghĩa là coi rõ qua từng tháng. Phép coi phải biết mạng gì, rồi sanh vào tháng mấy, coi nhầm chỗ nào thì chỗ đó. Đây phải tìm nội trong 12 bài này thì gặp số người đó 2 cách chết. Người nhầm số trước rồi nhầm số này, thêm coi 2 cách mới rõ. Số 1, mạng kim sanh tháng 1, mạng mộc sanh tháng 2, mạng thủy sanh tháng 3, mạng hỏa sanh tháng 4, mạng thổ sanh vào tháng 5. Theo mạng này, mạng sanh nhằm tháng này thì đến khi mạng có đặng thầy 3 người lo việc, có hợp, có người thân nhân và luận lý đến nhiều, và có thầy chùa đưa lên. Số 2, mạng kim sanh vào tháng 2, mạng kim sanh vào tháng 3, mạng kim sanh vào tháng 4, mạng kim sanh vào tháng 2, mạng mộc sanh vào tháng 3, mạng thủy sanh vào tháng 4, mạng hỏa sinh vào tháng 5, mạng thổ sinh vào tháng 6. Theo mạng này, sanh nhằm tháng này, đến khi mãn có 2 người con trai, 1 người con gái, bà con thân nhân đến nhiều, hợp rương sẵn, có thầy chùa đưa lên. Số 3, mạng kim sinh vào tháng 3, mạng mộc sinh vào tháng 4, mạng thủy sinh vào tháng 5, mạng hỏa sinh vào tháng 6, mạng thổ sinh vào tháng 7. Theo mạng này, sanh nhằm tháng này, đến khi mạng có 3 người con trai, 2 người con gái có hợp sơn đen, đâu sớm mau đến chiều mạng, có thầy chùa đưa lên. Số 4, mạng kim sanh vào tháng 4, mạng mộc sanh vào tháng 5,
Thủy sanh vào tháng 6, mạng Hỏa sanh vào tháng 7, mạng Thổ sanh vào tháng 8. Thiếu mạng này sanh nhầm tháng này, đến khi mạng có mùa hạ, có hai người con trai, một người con gái, có hòm sơn đen, có thầy chùa đưa lên. Số 5, mạng Kim sanh vào tháng 5, mạng Mộc sanh vào tháng 6, mạng Thủy sanh vào tháng 7, mạng Hỏa sanh vào tháng 8, mạng Thổ sanh vào tháng 9. Theo mạng này, sanh nhập tháng này thì đến khi mạng không hợp, không vợ, không con, không cháu, không thân nhân, bởi số đi ăn xin, đến khi chết ngoài đường thì hài phải chịu quạnh hiu, đi hài bằng nhạc lạc chôn, thi hài bằng bạc lạc chôn. Nếu kiên tâm tu niệm mới khỏi. Số 6, mạng Kim sanh vào tháng 6, mạng Mộc sanh vào tháng 7, mạng Thủy sanh vào tháng 8, mạng Hỏa sanh vào tháng 9, mạng Thổ sanh vào tháng 10. Theo mạng này, sanh nhập tháng này, đến khi mạng cầu lợi xứ xa, không ở nhà cho nên vợ con không có, chịu mồ hoang nơi đất khách, có hợp không có thầy chùa. Nếu trưởng đức làm lành tu tâm chánh trực thì qua số lô lạc. Tháng 7, mạng Kim sanh vào tháng 7, mạng Mộc sanh vào tháng 8, mạng Thủy sanh vào tháng 9, mạng Hỏa sanh vào tháng 10, mạng Thổ sanh vào tháng 11. Theo tháng này, sanh nhầm mạng này, đến khi mãn thì vào mùa thu, có hai đứa con đặng thấy mặt, có đại tiên ông hóa hình thành thầy chùa tụng niệm, độ vãng Tây Phạn, hồn về cực lạc có hộp đen. Bởi ai có căn tu nhiều kiếp mới đặng số này, nên muốn như vậy phải tu niệm. Số 8, mạng Kim sanh vào tháng 8, mạng Mộc sanh vào tháng 9, mạng Thủy sanh vào tháng 10, mạng Hỏa sanh vào tháng 11, mạng Thổ sanh vào tháng 12. Số này sanh nhầm tháng này, đến khi mạng mùa mưa kêu thợ đóng hòm, có con gái lo việc, có thầy chùa đến kèm, có trống kèn đưa lên. Số 9, mạng Kim sanh vào tháng 9, mạng Mộc sanh vào tháng 10, mạng Thủy sanh vào tháng 11, mạng Hỏa sanh vào tháng 12, mạng Thổ sanh vào tháng 1. Số mạng này sanh nhầm tháng này, đến khi mạng có hộp đen đặng số trường thọ. Khi mạng trong mùa hạ, có một người con gái đặng thấy mặt, có thầy chùa đưa lên. Số 12, mạng Kim sanh nhầm tháng 10, mạng Mộc sanh nhập tháng 11, mạng Thủy sanh tháng 12, mạng Hỏa sanh tháng 1, mạng Thổ sanh tháng 2. Theo mạng này, sanh nhầm tháng này, đến khi mạng có một đứa con nuôi đặng thấy mặt. Cuối mùa thu mạng có hòm, có ông thầy lỗ ban đưa lên. Số 11, mạng Kim sanh tháng 11, mạng Mộc sanh tháng 12, mạng Thủy sanh tháng 1, mạng Hỏa sanh tháng 2, mạng Thổ sanh tháng 3. Theo mạng này, sanh nhầm tháng này, đến khi mạng có đứa con gái lớn, hai đứa con trai nhỏ đặng thấy mặt. Mạng trong mùa đông có hòm đen, có thầy chùa đưa lên. Số 10, mạng Kim sanh vào tháng 12, mạng Mộc sanh vào tháng 1, mạng Thủy sanh vào tháng 2, mạng Hỏa sanh vào tháng 3, mạng Thổ sanh vào tháng 4. Theo mạng này, sanh nhầm tháng này, đến khi có mạng bốn đứa con hiếu tử đặng thấy mặt, có hộp sơn trắng, có tám địa cuộc lo toan tán xa nhà, không có thầy chùa. Vậy là tôi cùng với quý bà con đã cùng nhau tìm hiểu lại cách người xưa truyền lại về cách coi ngày chết có hòm hay không, chết như thế nào. Thì như người xưa nói thì tất cả mọi người đều có số, và nó thông qua những cái con số khi chúng ta sinh ra thì từ đó đúc kết và tiên đoán số mạng. Thì đây cũng có thể gọi là một bài để cho chúng ta và quý bà con có thể tham khảo được. Tại vì theo quan điểm của tôi thì thấy nó cũng không giống bây giờ, nhưng mà đây là những bài học đúc kết từ những con số rất là hay. Và
tôi cũng thấy nó khá hay nên muốn chia sẻ cùng với quý bà con. Thật sự là có rất là nhiều sai lệch, nhưng xem cũng cho chúng ta thấy có những cái cách mà tính toán rất là hay của người xưa để lại. Video sau chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bàn tay thập nhị hình long, coi cha mẹ chết năm kết hung. Ở clip sau chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về những phần này. Và bây giờ tôi cũng xin kết thúc clip ngay tại đây. Cảm ơn quý bà con thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh bằng cách like cũng như là đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Cùng với đó là ủng hộ kênh bằng cách mua sách mà đường link tôi đã để ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con. Hẹn gặp quý bà con ở clip sau.